Việt Nam bước sang một giai đoạn mới về lý thuyết khi Đại hội 13 của Đảng Cộng sản cầm quyền duy nhất bầu bán xong nhóm các lãnh đạo hàng đầu của Đảng và bế mạc hôm 1 tháng 2. Tuy nhiên, với việc nhà lãnh đạo cao nhất trên thực tế của Đảng vẫn là ông Nguyễn Phú Trọng, giới quan sát đưa ra nhận định là Đảng Cộng sản Việt Nam đang có khủng hoảng trong công tác sắp xếp lãnh đạo kế cận. Như tin đã đưa, hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 hôm 31 tháng 1 bầu ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục giữ cương vị Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương. Đây là nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp của ông Trọng ở vị trí đầy quyền lực này. Báo chí nhà nước Việt Nam đưa tin rằng ông Trọng, 77 tuổi, là một trong 10 trường hợp đặc biệt trúng cử Ban chấp hành Trung ương, cụ thể là quá giới hạn về độ tuổi tham gia Ban chấp hành được quy định trong điều lệ của Đảng. Từ Singapore, nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, ICAT, Yusuf Isaac đưa ra nhận xét với VOA về sự kiện này. Ở một cái nghĩa nào đấy thì có thể coi một cái cuộc khủng hoảng ở một cái cấp độ nhất định trong cái việc mà tìm kiếm các cái nhân vật lãnh đạo phù hợp để mà thay thế cho những cái nhân vật mà đã quá định hạn độ tuổi hoặc là quá định hạn nhiệm kỳ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở lại thêm một nhiệm kỳ nữa thì có thể được coi là một cái giải pháp hoặc là tình thế để mà ngăn chặn cái khủng hoảng nó có thể xảy ra. Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp ghi nhận rằng giải pháp này trước mắt đạt được sự đồng thuận trong giới lãnh đạo cấp cao của Đảng, thể hiện qua thực tế là Ban chấp hành Trung ương khóa mới hầu như nhất trí hoàn toàn với việc ông Nguyễn Phú Trọng ở lại chức vụ Tổng Bí thư thêm một nhiệm kỳ. Mặc dù vậy, nhà nghiên cứu của Viện ICS Yusuf Isaac lưu ý đến thực trạng Đại hội Đảng lần này chấp nhận nhiều trường hợp đặc biệt, nổi bật là ông Trọng, và như thế là một số quy tắc nội bộ của Đảng về nhân sự bị phá vỡ. Theo tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, ngay cả khi Đảng Cộng sản Việt Nam bầu ông Nguyễn Phú Trọng làm lãnh đạo thêm một nhiệm kỳ, họ đã bắt đầu tìm kiếm người kế nhiệm ông rồi, nhưng các phe nhóm nhiều thế lực trong Đảng chưa đạt được đồng thuận về người tiếp theo này.